sáng quá trời mà. Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Bữa nay mình sẽ quay anh em xem một máy Mitsubishi đập thùng 610 kW, nghĩa là nó tương ứng với là 830 sức ngựa nha anh em. Đây là máy Mitsubishi đập nghiêng thùng từ bên Nhật về. Máy này đỡ vận hành cho con tàu composite dài tầm 24-25 m. Bây giờ mình sẽ quay tổng thể về ngoại hình của cái máy đập thùng cho anh em xem nha. Động cơ Mitsubishi 830 sức ngựa. Mình sẽ quay tổng thể, rồi một xíu nữa mình sẽ quay cái khu vực mà chi tiết của những cái bộ phận, những cái khu vực mà nó đánh giá về sức ngựa của máy cho anh em xem. Này là két nước của máy, bình nước ngọt. Này là máy thủy cho anh em ơi. Đây, mình thấy những cái lắp của cái máy Mitsubishi nó rất là giống như là cái lắp của máy Komatsu. Nó được thiết kế những cái lắp vuông, những cái lắp vuông vắn. Cái động cơ của Mitsubishi nó không có thiên về cái chiều dài giống như cái dòng máy Yanma, nhưng mà hình như là nó cao, những cái lốc máy nhìn nó rất là cao. Ở đây là phần chi tiết 6 con heo dầu. Có hỗ trợ thêm đèn pin nữa, sáng anh em xem cho nó rõ. Đây hệ thống 6 con heo dầu của máy Mitsubishi đập thùng 830 mã lực. Đây hệ thống ga. Máy này là máy đập thùng nha anh em ơi. Đây là mình thấy mấy cái máy đập thùng mà hôm bữa mình có quay cái máy Yanma, cũng nó cũng đập thùng, cũng 830 mã lực. Mình thấy đánh giá trước tiên là cái nước sơn của máy là nó không phải là bóng loáng, nó theo kiểu xám nhưng mà xám mờ. Đây mình sẽ quay cái máy này, nó cao cho nên mình sẽ quay được cái tổng thể phía bên dưới của máy nó rõ hơn những cái máy khác. Bên dưới của máy, phần bầu nhớt của máy, chu che cái phần bầu nhớt của nó to dữ dằn luôn á. Cái phần bầu nhớt của máy giống như mấy cái clip trước mình có nói là phần bầu nhớt của máy là nó gánh chịu toàn bộ cái sức nặng của cái máy, nghĩa là cái máy này nó nặng hơn 1 tấn thì cái bầu nhớt nó sẽ gánh chịu hoàn toàn cái sức nặng của máy. Mình sẽ đi qua phía bên kia để quay phía bên kia của máy anh em xem. Máy có đấu vô hộp số, nhưng mà theo mình hộp số này không phải là hộp số Rin. Hộp số Rin theo máy, hộp số ngoài. Cò nước máy nó cũng bố trí rất là khác so với cái máy của dòng Yanma. Mình sẽ quay một vòng rồi mình mới đi kiểm tra lại các cái hệ thống của máy nó có gì khác để cho anh em xem. Đây, tục bô của máy còn mới ten xe ben luôn. Máy này đập thùng nhưng mà đã đi vào sử dụng khoảng tầm 2-3 năm. Đây, ống bô của máy vẫn là bô là so, rất là mới. Mitsubishi đập thùng
830 mã lực. Tổng thở của máy. Nhìn cái máy thấy ghiền. Lúc nãy mình có thấy cái phần thông số kỹ thuật của máy. Bây giờ mình sẽ quay xuống cái phần thông số kỹ thuật của máy cho anh em xem. Đây Mitsubishi 610 kW. Đó anh em xem, 610 kW, dòng tua 1500 dòng. Đó 610 kW, có nghĩa là nó 829,6 sức ngựa. Thì mình cứ hiểu nó là 830 sức ngựa nha anh em. Thông số kỹ thuật của máy. Ở này mình thấy tới 3 cái bầu lọc nhớt. Thì cái máy này nó tới 3 cái bầu lọc nhớt luôn ta. Cái cổ máy lên trên nó cao, mình không thấy được chiều dài, nhưng mà khi quay xuống phần bên dưới của máy, từ cái bình tắc kê của máy đổ về sau thì thấy cái máy nó cũng rất là dài. Ở đây cái phần cục đờ của máy tất cả đều là nghiêng zin hết, nhưng mà qua sử dụng hình như chủ tàu ảnh xài cũng không có kỹ, ảnh không có đánh dầu trên máy, cho nên là mình thấy những cái đầu ốc nó cũng có cái dấu hiệu hơi bị sét nhẹ, rỉ sét nhẹ. Ở này mình đánh giá thật chứ không có khen chơi gì nha anh em. Những chi tiết nào nó như thế nào mình sẽ đánh giá hoàn toàn trong video, để anh em xem một cái video nó thực chất nhất. Đây, tổng thể của máy Mitsubishi 830 mã lực. Một động cơ được đập nghiêng thùng từ bên Nhật về. Mình sẽ quay lắp máy trải dài ra sau cho anh em xem. Máy rất là đẹp. Làm biển mà được sử dụng các cái máy thùng như thế này là ước mơ của bao nhiêu người làm biển nha anh em. Đây mình thấy chỉ thấy có một sự quen thuộc, đó là cái bầu nước ngọt của máy nó vẫn đặt ở phía trước của máy, còn các cái hệ thống lấy nước đầu vào hình như là nó lại bố trí ra đằng sau, nó khác với cái dòng máy giang mang. Ở đây có một cái đồng hồ nhiệt cớ để đo nhiệt độ của nước ngọt, đây là ký hiệu của hãng Mitsubishi. Clip này chắc là mình chỉ đủ quay riêng cho cái máy chạy thôi. Ngoài ra trên tàu nó vẫn có những cái máy chạy điện khác nữa, để chạy những cái bóng 1500W. Thì mình sẽ quay ở clip thứ hai, bởi vì gặp những cái máy thùng như thế này mà mình quay trong cái khoảng khắc ngắn gọn nó cũng rất là uổng, cho nên là mình sẽ quay anh em xem một động cơ Mitsubishi đập thùng. Hôm nay thì thực chất thì mình đi làm biển thì mình cũng quen rất là nhiều anh em làm biển, nhưng mà ở những cái máy đó nó không có sự hấp dẫn để quay lên cho anh em xem, thì mình cũng có sự sàng lọc ở những cái máy nào nó hơi đặc biệt, hơi là khó tìm và cũng là ít người có cái cơ hội có một cái túi tiền đủ để sử dụng những cái động cơ mắc tiền như vậy, thì mình mới quay lên để cho anh em chiêm ngưỡng. Thì những cái máy đập thùng chính hãng của Nhật và Việt Nam thì nó rơi vào tầm giá phải tầm hơn 2 tỷ.
tổng thợ của máy. Bữa nay anh chủ tàu anh có hỗ trợ ánh sáng cho nên là mình sẽ quay tổng thể của máy nó đẹp hơn những cái video trước. Rất là đẹp. Cái này nó bố trí của máy rất là khác cho nên là mình sẽ mất thời gian một chút để mình tìm rồi mình sẽ mới mô tả lại cho anh em xem một vài cái chi tiết đơn giản. Ở đây hai cái bầu lọc dầu của máy thì hai cái bầu lọc dầu này là hai cái bầu ở bên ngoài và khi mình thay là mình thay luôn hai cái bầu này luôn. Có những cái máy khác thì mình phải thay ở trong cái lược bên trong thôi, còn những cái máy này thì mình thay luôn cái vỏ bọc màu trắng bên ngoài này. Thì hai cái bầu lọc dầu của máy Mitsubishi 830 mã lực nhưng mà hai cái bầu lọc dầu nó nhìn rất là nhỏ ha. Những cái lốc này, những cái khu vực này nếu mình mở xấu cái nắp này ra là mình sẽ thấy phần dơn bít tông, dơn mình sẽ kiểm tra được dơn. Khi đi mua những cái máy bãi lại là mình hay mở cái phần đó ra mình xem. Ở đây có cần thăm dớt nè. Ở đây cần thăm dớt. Còn ở này chắc là cái phần châm dớt vào. Này chắc là cái phần châm dớt vào của máy. Bầu nước ngọt ở đây. Thì hệ thống của hệ thống co nước này đi thẳng vào trong máy để làm mát. Nó bố trí hơi khác so với máy Yanma thì hệ thống co nước họ làm dọc ôm theo những cái lốc máy. Còn máy Mitsubishi thì họ làm hơi khác một xíu. Thì mình thấy cái máy nó làm bố trí như thế này nó gọn hơn và mình nhìn được tổng thể cái máy nhiều hơn. Thì mình quay tổng thể cái máy xong rồi bây giờ mình đi ra sau để mình có những cái chi tiết nào mà mình mô tả được thì mình sẽ mô tả lại cho anh em xem. Đây, 6 cái con heo dầu sau khi nó lên đi qua những cái đường ống rằng ri như thế này thì nó đi thẳng vào trong những cái lốc máy như thế này. Đó. Đi thẳng vào trong 6 cái lốc máy. Này, đi thẳng vào trong 6 cái lốc máy theo chiều ngang. Mitsubishi 830 mã lực. Bây giờ mình mới thấy được cái hệ thống lấy nước từ bên ngoài vào của máy. Đây là hệ thống lấy nước. Hệ thống lấy nước thì cái đường ống này phải là ống 80, ống 90 gì đó. Tầm ống 90. Ống 90 đi lấy nước vào trong máy. Tại này nó có một cái bơm thẳng từ máy ra. Thì ở cái máy gian ma thì cái đầu bơm lấy nước vào trong máy từ biển vào nó đặt ở đằng trước. Nhưng ở máy Mitsu thì họ đặt ở đằng sau. Kỹ sư của Mitsu họ đặt ở đằng sau. Sau khi lấy nước vào thì hệ thống nước này nó sẽ lấy qua đầu bơm. Và hệ thống nước này bắt đầu nó đi thẳng vào trong cái hệ thống bên này. Hệ thống ôm dọc theo máy. Một kiểu thiết kế rất là hầm hóa ha. Vào trong máy rồi nó đi qua lại cái bầu nước ngọt, đi qua bầu nước ngọt để nó làm dịu nhiệt cho nước ngọt, hạ nhiệt cho nước ngọt. Và hệ thống nước ngọt này từ đây hệ thống nước ngọt sẽ đi dọc chạy theo các cái 6 cái lốc máy để làm mát cho 6 cái lốc đó. Nước đi từ đây vào ở trong bình nước ngọt. Và ở trong bình nước ngọt này nó cũng chia làm hai phần.
nước biển vào làm mát cho nước ngọt và nước ngọt thì làm mát lại cho máy chạy dọc ra, và nước ngọt chạy dọc theo máy, sau đó hệ thống xả. Đó, sau khi nước biển đi qua cái bầu nước ngọt này và đi qua bên này là bắt đầu nó xả ra bên ngoài theo đường ống của bầu nước ngọt ở bên này, bắt đi ra bên ngoài đây. Ống nước máy nó anh chủ tàu ảnh là làm bằng ống inox luôn, còn ống này là ống bơm khác, có thể là bơm ray hay bơm gì đó mình không nói rõ, nhưng mà hệ thống nước của máy là hoạt động giống như mình vừa rồi mô tả. Tổng thể của máy anh em để xem ha. Máy rất là đẹp, 830 mã lực. Một cái động cơ mà hoàng người mơ. Máy rất là đẹp anh em ơi. Ở đây thì mình sẽ quay thêm, ở đây có một cái bơm này dành cho bơm, có rất nhiều ống hơi thủy lực, ống nhớt thủy lực. Đó là những cái bơm này là bơm dành cho lái trợ lực rồi. Ở này cái tắc chớ của máy, cục sạc của máy sạc lên bình 24V. Sạc rin của máy rất là đẹp. Những cục sạc này nó rất là gọn ha. Đây, kết cấu tổng thể của máy. Mình quay lại thông số của máy một lần nữa cho anh em xem nha. 610 mã lực và dòng tua 1500 dòng nha anh em. Lấy nét cho anh em xem. Đây, mình đứng từ xe phía bên này để anh em có thể thấy tổng thể của máy Mitsubishi đập nghiêng thùng từ bên Nhật về. Mình sẽ quay sơ qua và hộp số. Mình ở phần hộp số thì mình thấy cái hộp số nó không đẹp lắm cho nên là mình cũng quay phụ thêm cho em xem. Hộp số này nó cũng chạy từ dòng tua, hộp số này hộp số Gider. Hộp số Gider 400A. Hộp số Gider. Đây mình quay lại gần cho anh xem. Gider 400A. Chạy dòng tua 1000 đến 1800 tua trên phút. Hộp số này là vẫn được ký hiệu là 4 tua 1. 4.1 hộp số này 4.1 anh em. Hộp số Gider. Rồi video quay về cổ máy Mitsubishi đập thùng. Mình xin được kết thúc tại đây. Và video tiếp theo mình sẽ quay tổng thể phía bên trong của con tàu, nó có những cái máy phát điện dành cho những cái bóng 1500W và chạy tăng phô 1500 cho anh em xem nha. Anh em đăng ký video để đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha anh em ơi.